chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Global Success và giải cái đề thi giữa học kỳ 2. Đây là bài nghe và bài cái bài trắc nghiệm của chúng ta, câu số 1, câu A chúng ta đọc là rain, thì chữ A này chúng ta đọc là A pen, A luôn, many là chữ A, E train, A, cho nên đáp án của chúng ta là câu C. Sang câu số 2, lễ hội đua voi. Rồi câu số 2 của chúng ta là chúng ta chọn in, bởi vì cái tỉnh Đắk Lắk là chúng ta phải sử dụng từ in. Lễ hội đua voi được tổ chức ở tỉnh Đắk Lắk. Câu 3, bộ phim này quá nhàm chán, tuy nhiên An đã xem nó từ đầu tới cuối. Thì ở đây chúng ta phải chọn cái từ tuy nhiên, dịch cái nghĩa là phải chọn tuy nhiên, rồi tuy nhiên đứng sau dấu chấm và đứng trước dấu phẩy. Câu số 4, gà Tây là một trong những cái món ăn truyền thống của lễ hội tạ ơn ở nước Mỹ. Chúng ta cần một cái tính từ nha, truyền thống, thuộc về truyền thống là traditional. Câu số 5, một cái gì là một bộ phim? Câu số 5, một cái bộ phim tài liệu documentary là một bộ phim mà chỉ ra những cái sự kiện, những câu chuyện đời sống thực. Câu số 6, when I was a child, khi tôi là một đứa nhỏ, một đứa trẻ thì tôi đã từng đi bơi ở con sông gần nhà ông bà tôi. Thì cái mẫu câu, cái cấu trúc câu là you too, cộng động từ nguyên mẫu đã từng làm gì đó trong quá khứ. Còn you too, cộng động từ thêm in đó là quen với cái gì đấy. Sang câu số 7, chúng tôi rất là thỏa mãn với dịch vụ của cái rạp chiếu phim này. Thỏa mãn, chúng ta đang cần một tính từ ở đây đó là satisfied. Sang câu số 8, could I ask you a few questions about your favorite movies? Tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi về những bộ phim yêu thích của tụi bạn không? Thì cái bạn kia phản hồi đó là sure, go ahead, chắc chắn rồi, hỏi đi. Sang câu số 9 của chúng ta, hãy khoan tròn và cứ chuẩn bị sai này. Liên hoan phim Cannes được tổ chức ở Pháp vào tháng 5. Bây giờ ấy, cái từ câu B là sai, chúng ta phải là held. Đây là câu bị động, phải xả động từ cột 3. Bởi vì nếu mà các bạn chưa học cái này thì các bạn có thể suy luận câu A không có gì sai hết. The Cannes Film Festival là mạo từ the. Ở nước Pháp là say in và tháng 5 là say in luôn. Thì cái câu A, C, D không sai thì chắc chắn là câu B sai. Sang câu số 10, hãy nhìn bức tranh và chọn này. Đây là cái bảng cấm rẽ trái thì chúng ta khoan vào câu A. No turning left nhé.